đường chuyền cho Romario. Almeida đã kịp can thiệp. Pha phạm lỗi. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Trọng tài Moamirun cho rằng Quế Ngọc Hải đã phạm lỗi. Niềm vui đến với huấn luyện viên xứ Thanh rất bất ngờ. Đúng là Thanh Hóa lúc này trông rất nhiều vào khả năng xoay sở của Romario. Một tình huống hết sức nhạy cảm. Quế Ngọc Hải cho rằng anh đã bị oan và chúng ta cần một góc quay đầy đủ hơn. Từ đầu pha va chạm giữa Ngọc Hải và Romario. Cú tài gà mốt không vào. Cú đá quá đơn giản đã bị thủ môn Xuân Sơn bắt được. Cơ hội rất tốt với Thanh Hóa từ chấm phạt đền, nhưng ngay cả đến tình huống này họ cũng không thể ghi bàn. Sự thẫn thờ của Bồ Đề và ban huấn luyện Thanh Hóa. Những bước chạy rất rón rén như là của một người đang bị đau. Đình Tùng. Romario. Romario đã việt vị. Quế Ngọc Hải đã rất đau khổ khi bị thổi penalty. Và vừa rồi thì việc Kuta Kanamot đã không lừa được thủ môn Xuân Sơn, phần nào giúp cho anh nguôi ngoai. Các trận đấu đang cùng diễn ra ở thời điểm này gồm có Sông Lam Nghệ An gặp Thanh Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh gặp Hoàng Anh Gia Lai, Nam Định gặp Hải Phòng, Sara Khánh Hòa Việt Nam gặp Sài Gòn, Đà Nẵng gặp Bình Dương và Hà Nội gặp Quảng Nam. Đường truyền của Bùi Tiến Dũng rất chính xác. Ngọc Sơn. Hoàng Đức. Ngọc Sơn. Hoàng Đức. Căng ngang. Pha bắt bóng tốt của thủ môn Lương Bá Sơn. Sau một đường căng ngang khá nguy hiểm. Chúng ta xem lại pha xử lý của Vũ Minh Tuấn.